Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, thời tiết Quảng Ngãi ngày hôm nay mây thay đổi, có mưa, mưa rào vài nơi, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ C. Còn ngày mai, ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, dự báo thời tiết Quảng Ngãi tiếp tục nhiều mây, trời có lúc hửng nắng yếu, nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm nay và dao động ở mức từ 20 đến 27 độ C. Tuy nhiên, người dân sẽ cảm thấy lạnh vào đêm và sáng sớm. Quý vị nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Sau đây dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, có lúc có mưa rào, đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều có lúc hửng nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, có mây, có lúc có mưa rào, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày hửng nắng yếu. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, có mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh. Thị trấn Ba Tơ, nhiều mây, có mưa, trời lạnh. Lý Sơn, nhiều mây, có lúc có nắng yếu. Chuyển sang thông tin thời tiết ngư trường. Thưa quý vị, ven bờ từ Bình Định đến Cà Mau ra tới ngoài khơi quanh huyện đảo Trường Sa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 3 đến 5 mét biển động. Trời còn có mưa dông, dễ đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Tàu thuyền nên hạn chế hoạt động trên vùng biển này. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, trời có mưa dông vài nơi, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, có gió hoạt động ở mức cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Với khu vực Vịnh Bắc Bộ thì sóng gió đã giảm, bà con có thể yên tâm vươn khơi. Gió hoạt động trong đêm nay và ngày mai ở mức cấp 5, ban ngày trời có nắng, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 11, trời tạnh ráo, nhiều nơi có nắng gián đoạn, trời nhiều mây. Đến chiều còn có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, ban đêm trời lạnh. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ C. Thừa Thiên Huế có mưa nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C. Đà Nẵng nhiều mây, có mưa rào, trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C. Lâm Đồng có mây, mưa rào nhiều nơi, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.